Về nguồn để giúp cho việc giảng dạy môn lịch sử thêm sinh động, cô và trò trường tiểu học Phước An tại thành phố Vũng Tàu vừa có một chuyến trải nghiệm nhiều ý nghĩa tại trung tâm điều dưỡng thương binh Long Hải thuộc địa bàn huyện Long Điền. Những bài học lịch sử thường khô khan và những con số thường khó nhớ, nhưng lịch sử đến từ câu chuyện mà các thương binh hiện đang điều dưỡng ở trung tâm điều dưỡng thương binh Long Hải kể lại thì các học sinh tiểu học trường Phước An thành phố Vũng Tàu ấn tượng sâu đậm. Con thấy bài học ở trường và những chuyến đi thực tế như này liên kết với nhau thì con cảm thấy là những bài học ở trường giúp cho chúng con hiểu biết thêm về nhiều về lịch sử đất nước. Thì con cũng biết được là những chiến sĩ ở trên chiến trường đã hy sinh như thế nào, đã chiến đấu như nào để có thể được đất nước ngày hôm nay. Đón rất nhiều đoàn khách đến thăm, nhưng những đoàn khách là học sinh cũng để lại trong lòng các thương binh ở đây nhiều cảm xúc hơn cả. Hôm nay là thật là xúc động, phải nói là để các cháu nhìn thấy là người ta gọi là trăm nghe không bằng một thấy, để các cháu thấy cái tình hình nếu mà chiến tranh xảy ra thế nào là hy sinh trong cuộc sống, thế nào là gian khổ trong chiến đấu. Về nguồn, học sinh trường tiểu học Phước An còn được thăm đài tưởng niệm chiến thắng Cầu Cỏ Mây. Nơi đây, vào ngày 29 tháng 4 năm 1975, đã diễn ra trận giằng co sinh tử giữa các chiến sĩ thuộc sư đoàn 3 sao vàng với địch để giải phóng tỉnh Bà Rịa Long Khánh. 75 chiến sĩ thuộc sư đoàn 3 sao vàng đã hy sinh. Và năm 2007, tượng đài liệt sĩ Cầu Cỏ Mây được xây dựng, ghi dấu chứng tích lịch sử quan trọng của Vũng Tàu, của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.